Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, theo quý vị thì bữa ăn nào được xem là quan trọng nhất trong ngày nhỉ? Nhiều người cho rằng đó là bữa tối, lại cũng có người nghĩ rằng đó là bữa trưa. Thế nhưng đáp án chính xác nhất thì lại là bữa sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nó giúp cung cấp năng lượng sau một đêm dài và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, sử dụng các loại thực phẩm tốt cho bữa sáng là rất quan trọng. Một bữa sáng lành mạnh là một bữa ăn có chứa các loại thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp năng lượng cho một ngày mới. Tuy nhiên, các loại thực phẩm ăn sáng phổ biến có thể là niềm yêu thích của rất nhiều người, như bánh rán, bánh ngọt và bánh kép, chứa rất nhiều chất béo bão hòa, đường, thiếu protein hoặc chất xơ. Vậy còn những món ăn nào không nên sử dụng vào bữa sáng nữa hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong video sau đây nhé! Thứ nhất, trứng. Ăn trứng vào bữa sáng không chỉ tăng cảm giác no lâu, giảm lượng calo vào bữa ăn tiếp theo, mà còn giúp duy trì lượng đường và insulin trong máu ổn định. Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của não và gan. Mặc dù trứng có hàm lượng cholesterol cao, nhưng trứng không làm tăng mức cholesterol ở hầu hết mọi người. Trên thực tế, ăn cả quả trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách điều chỉnh hình dạng của cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và cải thiện độ nhạy insulin. Hơn nữa, 3 quả trứng lớn cung cấp khoảng 20g protein chất lượng cao. Trứng cũng rất đa năng, có thể luộc nhanh, chiên xào, ốp la, vân vân. Trứng là thực phẩm có lợi và dễ chế biến cho bữa sáng. 2. Sữa chua Hy Lạp. Sữa chua Hy Lạp là một đồ ăn thơm ngon, bổ dưỡng, được sản xuất bằng cách lọc váng sữa và chất lỏng khác từ sữa đông, tạo ra một loại sữa chua chứa nhiều chất đạm. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng vì chúng làm tăng mức độ hormone, thúc đẩy sự đầy đặn, bao gồm PAA và GLP-1. Hơn nữa, sữa chua đầy đủ chất béo, có chứa axit linoleic liên hợp, làm tăng chất béo và giảm nguy cơ ung thư vú. Một số loại sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp men vi sinh tốt, giúp đường ruột khỏe mạnh. Thứ ba, cà phê. Cà phê là một thức uống tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Chúng có nhiều caffeine, có tác dụng cải thiện tâm trạng, sự tỉnh táo và hiệu suất làm việc. Ngay cả một lượng nhỏ caffeine cũng có thể đạt được những tác dụng trên. Caffeine cũng đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Ngoài ra, cà phê rất giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, bảo vệ các tế bào lót mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh gan. Tuy nhiên, thêm kem hoặc đường sẽ làm giảm tác dụng có lợi của cà phê. Tốt nhất là giảm hoặc tránh thêm đường vào cà phê và chọn sữa không béo hoặc sữa thực vật thay vì kem. Cà phê làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Thứ tư, bột yến mạch. Bột yến mạch là lựa chọn bữa sáng tốt nhất cho những người yêu thích ngũ cốc. Nó được làm từ yến mạch, có chứa một loại sợi độc nhất gọi là yến mạch beta-glucan. Chất xơ này có nhiều lợi ích sức khỏe như giảm cholesterol. Hơn nữa, yến mạch beta-glucan giúp thúc đẩy cảm giác no, tăng mức độ hormone đầy đủ PAA. Yến mạch cũng rất giàu chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này cũng có thể có lợi cho sức khỏe của tim và làm giảm huyết áp. Có một lưu ý, trong 35g bột yến mạch nấu chín chỉ chứa khoảng 6g protein. Điều này không đáp ứng được yêu cầu protein cho buổi sáng,
để tăng hàm lượng protein trong bữa sáng với bột yến mạch. Bạn có thể ăn kết hợp yến mạch với sữa thay vì nước, thêm trứng hoặc phô mai. Thứ năm, hạt chia. Hạt chia cực kỳ bổ dưỡng và là một trong những nguồn chất xơ tốt nhất. Trong 28g hạt chia cung cấp 11g chất xơ cho mỗi khẩu phần. Hơn nữa, một phần chất xơ trong hạt chia là chất xơ nhớt, giúp hấp thụ nước, làm tăng khối lượng thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và giúp no lâu. Trong một nghiên cứu nhỏ kéo dài 12 tuần, những người mắc bệnh tiểu đường ăn hạt chia đã giảm được cơn đói, sự cải thiện về lượng đường trong máu và huyết áp. Hạt chia cũng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi các phân tử không ổn định, được gọi là các gốc tự do được tạo ra trong quá trình trao đổi chất. Thứ 6, trà xanh. Trà xanh chứa caffeine, giúp cải thiện sự tỉnh táo, tinh thần làm việc và tăng tỷ lệ trao đổi chất. Trong trà xanh cung cấp 35-70mg caffeine, tức là bằng khoảng một nửa lượng cà phê. Trà xanh đặc biệt hữu ích trong việc chống lại bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu và insulin. Chất chống oxy hóa trong trà xanh là irisiri, giúp bảo vệ não, hệ thần kinh và tim khỏi những tổn thương. Trà xanh có lợi cho việc chống lại bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu. Thứ 7, phô mai. Phô mai có hàm lượng protein cao, làm tăng quá trình trao đổi chất, tạo cảm giác no và giảm mức độ hormone ghrelin. Phô mai cũng chứa đầy đủ chất béo như axit linoleic liên hợp, giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Ăn kèm phô mai với các loại quả mọng, hạt lanh xay giúp bữa sáng đầy đủ chất béo, chất xơ, vitamin. Tóm lại, khi ăn sáng, bạn hãy đảm bảo lựa chọn những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chọn thực phẩm tốt nhất để ăn vào buổi sáng có thể giúp kiềm chế cơn đói và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Thứ 8, ngũ cốc. Những loại ngũ cốc nguyên hạt, hạt nguyên cám như lúa mì vụn chứa tối thiểu 5g chất xơ và ít hơn 50g đường. Chúng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như riboflavin, axit folic và một số chất khác. Ăn sáng với ngũ cốc sữa tách kem và trái cây là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Tóm lại, khi ăn sáng, bạn hãy đảm bảo lựa chọn những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chọn thực phẩm tốt nhất để ăn vào bữa sáng có thể giúp kiềm chế cơn đói và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động bình thường và hiệu quả sau một giấc ngủ dài, bữa sáng dinh dưỡng và đầy đủ là điều cần thiết. Nhưng hầu hết mọi người thường ăn sáng không đúng cách, dinh dưỡng không đầy đủ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Nếu bạn có thói quen ăn bảy loại thực phẩm sau đây cho bữa sáng khi bụng đói, bạn cần thực sự phải thay đổi. Thứ nhất, nước trái cây chế biến sẵn. Nước trái cây là một sản phẩm tinh chế chứa nhiều đường, ít vitamin và khoáng chất, trong khi chất xơ bị loại bỏ hoàn toàn. Uống nhiều nước trái cây khi dạ dày rỗng sẽ làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Rồi sau đó khi lượng đường này được tiêu thụ hết, tình trạng mất năng lượng xảy ra khiến bạn bị nhức đầu, chóng mặt. Thứ hai, chuối. Nhiều người thường có thói quen ăn chuối vào buổi sáng. Điều này chỉ thật sự tốt khi bạn ăn kết hợp với những loại thực phẩm khác hoặc ăn sau buổi sáng. Việc ăn chuối khi không có thức ăn trong dạ dày và ruột sẽ làm tăng tốc độ lưu thông máu, tăng tốc độ hoạt động của đường tiêu hóa và tăng gánh nặng cho tim, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, chuối còn làm tăng hàm lượng kali trong máu, gây buồn ngủ, mệt mỏi và tê cơ. Thứ ba, đồ ngọt. Khi đói bụng còn cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc kiếm gì đó để ăn. Đồ ngọt hay những loại thực phẩm chứa nhiều đường thường được nhiều người lựa chọn. Nhiều người khi đói bụng vào buổi sáng vẫn thường tìm cách cho vào bụng vài chiếc kẹo hoặc bánh để xoa tan cảm giác còn cao và khó chịu. Làm cách này có thể giảm đói bụng tức thì, nhưng lặp lại lâu dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những lúc cơ thể mệt mỏi, đói khát, cơ thể sẽ hấp thụ đường một cách tốt nhất. Ăn đường vào thời điểm này sẽ giúp bạn nhanh chóng dịu qua cơn đói. Tuy nhiên, dùng quá nhiều đường khi đói
khiến cơ thể sản xuất insulin không đủ trong một thời gian ngắn, dẫn đến tăng đột ngột lượng đường trong máu và gây ra bệnh đái tháo đường, các bệnh về mắt và một loạt các bệnh khác. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Kim Liên, nguyên phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, thì mọi người không nên ăn đồ ăn ngọt trước bữa ăn. Lúc này dễ tăng đường huyết, làm cho bữa ăn chính của mình không còn ngon miệng nữa. Lý do trong bánh kẹo chứa hàm lượng calo rất lớn, tuy nhiên lại nghèo nàn chất dinh dưỡng. Vậy nên cảm giác thoải mái tức thì chỉ làm giảm cơn đói chứ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hơn nữa, ăn nhiều bánh kẹo ngọt còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường. Thứ tư, sữa. Sữa rất giàu protein và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Uống sữa với dạ dày rỗng dễ gây tiêu chảy ở những người không thể dung nạp lactose. Bên cạnh đó, nếu bạn uống sữa khi bụng đói, protein trong sữa sẽ chuyển hóa thành calorie và bị tiêu hóa mất. Do đó, sữa nên được dùng chung với các loại thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì hay bánh mì hấp, uống sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ 2 tiếng để bảo vệ sức khỏe. Thứ năm, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Những món ăn nhiều dầu mỡ nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ vào buổi sáng. Sau khi ăn chúng trong bữa ăn này, bạn sẽ vô tình gây cản trở tới hoạt động tiêu hóa. Ăn nhiều đồ chiên rán khi dạ dày đang trống rỗng cũng khiến bạn dễ gặp phải những chứng khó tiêu, đầy bụng. Những món ăn chế biến đơn giản, hạn chế dầu mỡ và chất béo sẽ có lợi cho dạ dày khi dùng vào bữa sáng hơn. Thứ 6, đồ ăn nhanh. Những loại thức ăn nhanh như hamburger, pizza, v.v. sử dụng vào buổi sáng sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ nhỏ là bạn có thể mua cho mình một món đồ ăn thơm ngon, không thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, phần lớn các loại thức ăn nhanh đều chứa khá nhiều chất béo và thiếu vitamin, chất xơ, dễ đẩy bạn mắc phải căn bệnh thừa cân, tim mạch, v.v. Thứ 6, rượu. Uống một ly rượu vào buổi sáng có thể gây kích ứng cho niêm mạc dạ dày, làm hỏng niêm mạc và gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, uống rượu khi bụng rỗng sẽ dễ bị say, lượng đường trong máu thấp, gây chóng mặt, khó chịu và đổ mồ hôi, lạnh người. Thứ 7, ăn nhiều thịt, cá. Trong tư tưởng của nhiều người, ăn bổ dưỡng tương đương với việc ăn nhiều cá và thịt. Nhưng nếu bạn ăn thực phẩm có nhiều protein và ít carbohydrate như cá và thịt khi đói, sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải nitơ trong cơ thể, làm tăng gánh nặng cho gan và thận ngay từ buổi đầu tiên trong ngày. Vì vậy, nếu bạn ăn loại thực phẩm này vào buổi sáng, tốt nhất nên ăn cùng với một ít cơm, bánh bao và các loại thực phẩm chứa carbohydrate khác. Thứ 8, trái cây chua. Trái cây có mùi rất giàu axit trong cam, chanh, bưởi, còn chứa rất nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vitamin C. Cam, quýt, bưởi, chanh và các loại trái cây chua chứa nhiều axit trái cây làm kích thích thực quản và niêm mạc dạ dày nếu ăn khi bụng rỗng. Nếu bạn ăn khi đói, có thể gây nên chứng ở nóng, nguy cơ viêm dạ dày và thậm chí loét dạ dày. Nó khiến bạn thấy buồn nôn, ở hơi, khó chịu. Không những thế, chúng cũng chứa nhiều chất xơ thô và bestoye, cơ thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Bữa ăn sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, do đó cần được đầu tư tối đa và hiệu quả để có sức khỏe tốt. Bữa sáng rất quan trọng, nhưng vấn đề lựa chọn thực phẩm còn quan trọng hơn. Bữa sáng lành mạnh bao gồm ngũ cốc thô, protein, rau củ và các sản phẩm từ sữa. Lựa chọn mỗi loại sản phẩm một lượng nhỏ để cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, với những thức ăn trên đây, dù bụng có đói đến cửa nào, bạn cũng không nên ăn vào nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.